Xin chào 500 anh em. Không biết là đồ gì đây, của thời nào đây. Như là một cái rìu. Một rìu, một cái dao. Và đang còn ăn ngay chỗ này. Nó mắt rộng lắm. Không biết là kho báu gì ở dưới này. Cái này là cái gì cũng không biết luôn. Chỉ giống một cái dao. Đây là một cục bạc nén. Đấy. Cục bạc nén nặng khoảng 4 lạng. Đấy. Có hoa văn. À, máy quay nó mờ quá. Máy mờ quá. Đấy, có hoa văn trên đầu đấy. Mở chả thấy gì luôn. Hôm nay thế là đặt công rồi. Thằng kiếm vài cụ rồi. Thấy cái gì chưa? Đấy, 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 đấy. Từ thôi. Lại một cái rìu cho quý vị. Lại một cái rìu. Vẫn đang còn rất là nhiều. Vứt ra ngoài nó hết đi. Một cục vàng không biết nó nằm ở đâu. Đây là tân binh. Rồi tránh đi tí coi. Chắc tầm vài chục cân đấy. Đào tiếp đi. Đào thẳng xuống. Không, đào đây thẳng xuống đi. Đấy. Đừng có cậy, đừng có cậy. Đào đây nào. Đây đoán là một cái xuống rồi. Rồi, một cái xuồng cũ. Vài trăm tuổi. Tiếp tục đang còn rất nhiều. Biết là vàng nó giấu chỗ nào đấy. Một cái nữa. Đây cũng là một cái rìu. À, một cái xuồng nhỏ hơn một tí. Nào tiếp tục xem vàng nó nằm ở chỗ nào. Một đống rồi, chục cái rồi. Phải không? Đấy một cái nữa. Đào lên thế này đi, đào lên một tí. Đang còn cả đống cả tạ ra nữa trong này. Đấy đấy đấy, nhiều lắm. Sắt. Sắt.
Đấy, một cái đây nữa này. Một cái đây nữa này. Đấy. Đào đi. Đào mạnh lên. Rồi đừng có lấy tay. Đây là một con dao. Xem nó có cán đồng hay không. Trời ơi, không biết là cái gì luôn. Giống một con dao. Mất cổ. Rồi một cái nữa, xem có cái kiếm nào không. Đây là cái kiếm. Rồi một cái nữa. Đang còn rất nhiều. Đấy, một cái đó nữa. Đấy. Tiếp tục, kéo đi. Là gần nhiều mà. Các cụ ngày xưa giàu quá. Đấy. Đâu rồi? Bên này, đấy. Đấy không? Rồi vét vét cái này lên. Để thử máy xem. Vàng nó nằm chỗ nào. Rồi cháy đi. Rồi, để thử đào cho. Còn nhiều lắm. Đây đây. Quay đi. Đó, thấy rồi. Tính còn nhiều mà. Cái tiếp này. Tiếp một cái đao. Một cái dao. Không biết kim cương cái vàng còn ở đâu. Đó rồi. Đây, một cái diều. Diều cổ. Đây. Tiếp một cái nữa. Không phải một cái. Có 100 cái. Đây. Một cái đao. Tiếp là một cái nữa. Cái luôn. Nhiều quá. Có một kho báu ở trong này. Úi giời. Úi giời, cái này nặng quá. 1 kg. Tiếp. Vàng cất ở chỗ nào? Rồi tiếp đi.
còn nhiều lắm. Quá rồi. Thì máy mà không thấy vàng. Vàng ở đâu? Ra đi vàng không? Đừng có trốn nữa. Kiểu gì cũng thấy rồi. Tiếp một vàng nữa. Này cũng to lắm đây. Đây là cái mai. Đây này. Mai. Trên này còn nhiều. Nhiều nên phải đào tiếp, không thể bỏ lỡ. Thêm một cái nữa rồi. Cái gì đấy? Cái nồi đồng rồi, cái gì đấy? Cái hạt đồng. Biết là cái gì? Cái bát. Đây. Máy kiểm tra xem. Cất cái đào chứ. Cất rồi. Còn một món ở đây. Món này cũng phải nặng lắm đây. Mở ra máy đi, cái này cục vàng đấy.